cha mới cũng như con đây là những người chuyên chăm ở với Chúa, rao giảng tin mừng của Chúa và giới thiệu Chúa đến cho người khác. Thánh lễ cầu nguyện cho cha mới, xin cộng đoàn cũng cộng tác với chúng con, cầu nguyện cho chúng con. Chúng con mới có thể đứng vững trong ơn gọi của chính bản thân của mình. Và nhờ cái việc đứng vững trong ơn gọi đó mà chúng con là những môn đệ trung tín của Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng thầy. Bài chiết phúc âm theo Thánh Gioan. Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa." Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại thấy họ đi theo mình thì nói với họ: "Các ngươi tìm gì?" Họ thưa với người: "Rabbi," nghĩa là "Thưa thầy, thầy ở đâu?" Người đáp: "Hãy đến mà xem." Họ đã đến và xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy. Lúc đó độ chừng giờ thứ 10, Andre, em ông Simon Phêrô, một trong hai người đã nghe Gioan nói và đã đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Simon ăn mình trước hết và nói với anh: "Chúng tôi đã gặp đấng Mêsia, nghĩa là đấng Kitô." Và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: "Ngươi là Simon con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kepha, nghĩa là tảng đá." Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cha cố, cha mới cũng như thầy Sáu và toàn thể cộng đoàn, con vừa mới xuống sân bay và mới về tới đây. Ở ngoài miền Bắc á, bây giờ cũng ấm hơn một chút xíu nhưng mà còn rất là rét. Khi mà vào đến Sài Gòn này, cái hơi nóng nó phả vào người, cảm thấy được cái nóng mà mình có thể khao khát. Và ở trong cái bầu khí của cái ngày lễ Chúa Nhật hôm nay và ngày mừng cha mới hôm nay, con cũng xin chia sẻ vài điều. Khi mà ngồi trên máy bay để đi vào đây thì con ngồi bên cạnh một chị gái, và chị đó hỏi con rằng: "Anh lập gia đình chưa?" Và con đã trả lời nói là: "Không, tôi không có lập gia đình." Và sau một hồi nói chuyện thì cô mới nói rằng: "Nói chuyện với anh và nhìn anh có vẻ có gì khác bình thường một chút xíu." Không biết quý ông bà và anh chị em thấy anh em linh mục chúng con có gì khác người hay không? Không biết, chắc có lẽ có cái gì khác. Vâng, thưa cộng đoàn, cái khác đó có thể xin chia sẻ với cộng đoàn trong cái ý nghĩa của ngày lễ hôm nay. Lời Chúa của Chúa Nhật hôm nay cho chúng ta biết những người môn đệ của Chúa Giêsu được gọi và trở thành môn đệ của người là những người giới thiệu Chúa cho người khác. Trong bài đọc thứ nhất mà chúng ta nghe, ơn gọi của ngôn sứ Samuel. Samuel đã ở với ông Eli và trong đêm Chúa đã đến và gọi Samuel: "Samuel, Samuel." Và Samuel đã nhờ sự hướng dẫn của tư tế Eli, và Samuel đã vâng nghe tiếng Chúa và đã đáp lại tiếng Chúa gọi, và ngài đã trở thành một vị ngôn sứ vĩ đại trong thời các vua, trong thời Cựu Ước. Và trong bài tin mừng chúng ta nghe hôm nay, khi mà hai môn đệ của Gioan Tẩy Giả đang đứng với ông thì Đức Giêsu đến. Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu Đức Giêsu cho hai môn đệ mình rằng: "Đây là Chiên Thiên Chúa." Và lúc đó hai môn đệ đã đi theo Đức Giêsu và đã đến ở với Đức Giêsu. Và sau khi ở với Đức Giêsu, các ngài đã cảm nghiệm được Đức Giêsu là ai.
Và một trong hai người đó chính là Andre. Đạo chạy về nói với em mình rằng: tôi đã gặp Đấng Mêsia, đó chính là Đức Giêsu Nazareth. Và Andre đã giới thiệu em mình và đưa Simon Phêrô đến gặp Đức Giêsu để giới thiệu cho Đức Giêsu. Vâng, thưa cộng đoàn, sứ vụ của người môn đệ của Chúa cũng như sứ vụ của tất cả chúng ta, cách riêng các linh mục, đó chính là giới thiệu Chúa đến cho người khác, như Eli, hay là như Samuel, hay là như Andre, hay là Phêrô, giới thiệu Chúa cho người khác để nhờ cái việc giới thiệu Chúa đó mà dẫn dắt họ đến với Chúa qua chức thánh linh mục. Cha mới cũng như con đây, cũng như cha cố, được lãnh cái thừa tác vụ linh mục là cái người để mang trên mình cái vai trò và sứ vụ của người môn đệ, đó là giới thiệu Chúa đến cho những người anh chị em của mình. Cái sự khác biệt nếu có giữa anh em linh mục chúng con và quý ông bà và anh chị em hay những người giáo dân ở đó, đó chính là linh mục chúng con là những người chuyên chăm ở với Chúa như các tông đồ xưa, là những người chuyên chăm rao giảng tin mừng của Chúa và giới thiệu Chúa đến cho người khác. Nếu có khác thì chỉ khác ở điểm đó. Còn tất cả anh em linh mục chúng con cũng như quý ông bà và anh chị em, với đầy những yếu đuối, những thiếu sót, với đầy những cái ham muốn vật chất, ham muốn thể xác, cũng chứa đầy những tội lỗi ở trong thân xác như là bình sành dễ vỡ vậy. Và hôm nay thánh lễ cầu nguyện cho cha mới cũng như cầu nguyện cho anh em linh mục chúng con, xin cộng đoàn cũng cộng tác với chúng con cầu nguyện cho chúng con. Chúng con mới có thể đứng vững trong ơn gọi của chính bản thân của mình. Và nhờ cái việc đứng vững trong ơn gọi đó mà chúng con là những môn đệ trung tín của Chúa. Và một điều có lẽ chúng con cũng khó chấp nhận và quý ông bà và anh chị em cũng khó làm, đó chính là cái việc mà quý ông bà và anh chị em góp ý chân thành sửa lỗi chính anh em linh mục chúng con. Thì lúc đó quý ông bà, anh chị em mới thực sự là thương anh em linh mục chúng con. Nhờ cái việc góp ý đó, nhờ cái việc sửa dạy đó, giúp cho anh em linh mục chúng con có thể sống tốt hơn và gần Chúa hơn. Và quý ông bà và anh chị em biết vai trò quan trọng của linh mục trong thế giới hôm nay. Khi mà Thánh Francisco Assisi nói với chúng ta rằng hàng ngày Chúa ngự đến chúng ta qua tay linh mục, và nếu mà không có linh mục thì không có bí tích hòa giải, không có bí tích thánh thể. Và có thể nói vai trò linh mục rất là quan trọng trong cái đời sống của giáo hội. Do đó quý ông bà và anh chị em cũng hãy cầu nguyện một cách đặc biệt cho cha mới cũng như các mục tử, để tất cả chúng ta cùng cộng tác với nhau để loan báo tin mừng của Chúa, giới thiệu Chúa đến cho những người mà chưa biết Chúa, cũng như giới thiệu tình yêu và lòng thương xót của Chúa đến cho tất cả tội nhân, đến cho tất cả mọi người chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho cha mới cũng như tất cả chúng ta. Amen.